họ chặt cây chỗ nhà mình luôn rồi. Dạ thấy cái thấy né gì hết sợ luôn. Để cho mấy người họ đỡ qua nhà mình. Mụn này nặng sướng đi. Ừ. Nó khô đỡ máu. Bà cũng thích nặng mụn này nè. Mụn này ai chẳng thích nặng. Mụn mẫu à. Vừa tội họ mà vừa ấy nè. Nhớ có đợt con bé mà bên mụn con chín đó mà mẹ nó dẫn đi á. Ừ. Bé mà hơi có mối đừng thua mà mụn con ngáp một khô ron luôn kìa. Ừ. Bé đó hoài mái lặn mỗi lần đi là mỗi lần quay đó. Tội dữ sợ. Đây đáng lẽ bà Cali qua mà nói thôi Cali mai rồi qua. Quá sợ. Với thật ra chắc ít bữa nữa người ta cũng dễ hơn. Bà này hay cái là bà không khóa của xe họ dắt được. Cây xe nè, xe họ dắt vào bên để họ chặt cây. Ra mấy người họ canh đó là mình nói mình đi vô nhà ai biết ai vô ai, tại vì là hắn bị khẩu trang đó kiểm soát được thấy đâu đây. Ừ. Bữa nay cho nó cũng canh gì thôi mà cứ canh cho những người mà họ đừng có đi lung tung. Mình đâu có hẹn ai nữa đâu. Ủa, em đi chị lần đầu luôn hả bé? Dạ. Bên hàng chị qua. Dạ. Anh Sang với chị Hằng rồi hả đi đi. Bà đâu đi mà đợt trước da em đẹp mà không đi. Trời con tắc lép luôn. Em bao nhiêu tuổi rồi ba? Em 93. Ba là hai mấy rồi ta? 27. 27 tốt rồi. Em tốt. Già rồi đó. Dưới rồi sao? 93 bệnh gì hồi đó.
dán mấy cái ni cho họ đỡ nhìn vô nữa này Ly nè. Ừ. Dán chỗ nữa cháu. Chứ cái nhà gì mà em tưởng đâu chỗ đó có rèm bình thường kìa. Mình đi ngủ là mình đóng cửa là thấy nó cũng trống trơn luôn á. Mà có cái rèm này. Ừ, em tưởng đâu rèm chỗ đó là ngờ rèm phía trong bếp. Anh cho mức cao nhất luôn à Lê? Hay ra? Ừ. 6.5. Máy nói 6.0 là bình thường. Nhìn thôi nè. Cũng đã ghê. Này máy cục luôn. Máy nên già hết rồi.